Hình ảnh khác lạ của Johnny Depp. Tài tử giao lưu với người hâm mộ trước giờ biểu diễn tại New York, Mỹ. Kể từ sau vụ kiện, anh là cái tên được truyền thông và công chúng quan tâm. Theo NIPOST, Johnny Depp có buổi giao lưu với người hâm mộ tại New York, Mỹ vào cuối tuần qua. Tài tử xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, đeo kính râm màu xanh, đội mũ Baker Boy. Khi chứng kiến hình ảnh này, nhiều người liên tưởng tới nghệ sĩ rock nổi tiếng Ozzy Osbourne. Johnny Depp ký tặng và chụp ảnh với người hâm mộ bên ngoài nhà hát Capitol trước khi biểu diễn cùng người bạn thân thiết, nhạc sĩ Jeff Beck, 78 tuổi. Kể từ khi vụ kiện chống lại vợ cũ Amber Heard kết thúc, diễn viên Edward Scissorhands liên tục né tránh truyền thông. Ngoại trừ lần xuất hiện tại một thành viên Video Music Award trong trang phục Moon Person, linh vật của lễ trao giải. Tài tử dành hầu hết thời gian để lưu diễn quanh nước Anh với Depp. Hiện tại, bộ đôi bắt đầu chuyến lưu diễn tại Mỹ. Depp đang hẹn hò Jolie Rich, một trong những luật sư bào chữa cho anh trong vụ kiện bôi nhọ năm 2018 chống lại Taylor Swift. Vụ kiện tai tiếng của Amber Heard và Johnny Depp kết thúc vào ngày 1 tháng 6, tòa án yêu cầu nữ diễn viên phải bồi thường 10,35 triệu USD vì phí bán chồng cũ. Trong một bài báo viết cho tờ The Washington Post năm 2018, ngay sau đó, cô bán ngôi nhà ở California của mình để trả nợ. Diễn viên Swift đã yêu cầu thẩm phán hủy phán quyết của bồi thẩm đoàn. Cô tuyên bố phán quyết này không có đủ bằng chứng. Theo Page Six, Amber Heard được cho là đang sống trong căn biệt thự sang trọng tại Tây Ban Nha cùng con gái.